Đạp Nhật bãi thương hiệu Nesto nhá, một chiếc xe Nhật nội địa full nhôm màu xanh dương, dành những người có chiều cao từ 1m6 trở lên. Ống đứng 48cm mọi người nhá, từ 1m6 trở lên, 1m6 đến 1m72, 73 đi rất là ok. Một chiếc xe full nhôm, khung nhôm, càng nhôm, 3 đĩa 8 lít. Chiếc xe này Nhật Bản Chuyên Toàn bán với mức giá 8.800.000 đồng, bao ship toàn quốc cho cả nhà nhá. Sau đây là mình sẽ quay chi tiết về cấu hình xe để cho cả nhà xem. Phía trước thì chúng ta sẽ có cái bộ bấm xả Shimano zin theo xe này, 3 đĩa 8 lít mọi người nhé. Bấm xả Shimano zin theo xe. Đây, hơi ố màu thời gian chút mọi người ạ. Đúm tay lái xịn này, chuông zin này, ghi đông vô tăng nhôm zin theo xe cả nhà nhé. Tay lái xịn. Wow, chất đang còn rất đẹp luôn, rất đẹp luôn cả nhà nhé. Một chiếc xe Nesto nội địa Nhật, phanh Shimano này. Phanh trước là phanh chữ V, phanh nhôm Shimano zin theo xe mọi người nhá. Phanh nhôm cao cấp của Shimano luôn. Lốp đang còn rất đẹp, lốp đang còn trên 9%. Một chiếc lốp Kenda zin theo xe này. Lốp Kenda, lốp Kenda zin theo xe cả nhà nhá. Càng nhôm, càng nhôm, khung nhôm. Một chiếc xe full nhôm cả nhà nhá. Nesto và nan hoa inox, Mayer nhôm zin theo xe. Ti bật tháo lắp nhanh, vành nhôm hai lớp cao cấp, vành nhôm hai lớp cao cấp mọi người nhé. Cặp vành đang còn cực kỳ đẹp, cặp vành cực kỳ đẹp luôn, nước sơn cực kỳ đẹp luôn. Chất liệu nhôm là 6061 Nesto mọi người nhé. Và cái màu xanh dương rất là đẹp. Đây Nesto, một vài vết xước đây mọi người nhé, một vài vết xước. Và một vài vết xước không đáng kể, không đáng kể. Phanh trước phanh sau đồng bộ của Shimano nhé. Phanh nhôm chữ V, hàng cao cấp, 3 đĩa này. Ốp đĩa nó đang còn zin, nó hơi sứt một chút mọi người nhé. Ốp đĩa này đấy, 3 đĩa gạt đĩa Shimano luôn đấy. 3 đĩa và 8 líp. Đây, mời mọi người cùng ngắm cái bộ líp của nó này. Bộ líp đẹp long lanh này đấy. 3 đĩa 8 líp cũ đề Shimano Antus, đang còn rất đẹp mọi người nhé. Hơi ố màu, đang còn rất đẹp luôn, đang còn rất đẹp. Nan hoa inox, vành nhôm hai lớp và lốp Kenda, gân đỉnh lốp đang còn chưa mòn hết cả nhà nhá, chạy rốt đa thôi. Đấy, vành Shimano và vành cực chất luôn cả nhà nhá, cặp vành cực đẹp. Và chúng ta có một cái yên zin luôn, yên zin da cao cấp, yên zin da cao cấp, vành Shimano, Mayer nhôm zin theo xe. Đây, mời mọi người cùng ngắm ạ. Quá đẹp cho một chiếc xe đạp Nhật bãi, màu xanh dương kết hợp với màu trắng. Đây là một số những cái tem Nhật đang còn nhá, mã QR luôn. Đấy, đây, đây bộ gạt đĩa của Shimano Antus mọi người nhá, zin theo xe luôn, đang còn trên 90%. Vâng, ai quan tâm chiếc xe này thì điện thoại cho Nhật bãi Chuyên Toàn theo số điện thoại 0358658855 cả nhà nhé. Còn mọi người thì là nhắn tin Zalo theo số điện thoại là 0358658855. Xin được chào và hẹn gặp lại mọi người.